và Nam, người yêu cũ chia tay cũng được hơn nửa năm rồi. Mình thì đang tận hưởng cảm giác độc thân sau thời gian gần 2 năm đắm chìm vào mối quan hệ toxic với Nam. Vì là mối tình đầu nên mình quen bất chấp lắm, dù nhiều lần Nam quá đáng với mình. Tuổi trẻ chưa có sự trải đời mà mọi người. Sau khi chia tay bước ra khỏi mối quan hệ đó, mình thấy nhẹ nhàng hẳn, thấy cuộc sống dần trở nên tốt đẹp hơn. Thế mà cách đây tầm một tháng, Nam công khai người yêu mới trên Facebook đã vậy, Nam còn bày đặt nhắn tin hỏi thăm mình, các kiểu. Nhưng mục đích chủ yếu là khoe người yêu mới xinh xắn, body chuẩn, không dừng lại ở đó. Nam còn khoe mới mua xe mới, bố cũng mới mua cho miếng đất vài tỷ. Rồi khoe công việc thuận lợi hơn từ sau khi chia tay mình. Cây thật chứ. Từ lúc chia tay mình, đã thẳng tay anh friend Nam để khỏi cần biết những thứ về người yêu cũ. Mà Nam đâu có để mình yên. Đã vậy, con này cho biết thế nào là lễ độ. Với đam mê đọc truyện Conan của mình Thì chỉ trong một buổi tối Mình đã tìm ra được tận anh em dòng họ Em người yêu mới của Nam trên Facebook Ừ thì em này cũng xinh hơn mình Thân hình bốc lửa Dù có người yêu rồi nhưng mà vẫn thường xuyên Đăng hình gợi cảm thả thính các kiểu Dưới bình luận Các anh trai đua nhau vào khen lấy khen để Em này tuyệt nhiên không công khai Nam lên mạng xã hội Chỉ có Nam đăng hình thôi Mình nhanh trí nhớ đến Huy Đứa bạn trap boy có tiếng của mình Huy cao to đẹp trai, body sáu múi, vẻ ngoài hào nhoáng, ăn mặc có gu. Nói chung là gái nhìn vào chỉ có mờ ê mê. Mà trừ mình ra nha, vì mình quá hiểu nó rồi, nên mình né xa lắm. Và Huy cũng không phải gu của mình. Mình nhắn tin hẹn Huy đi cà phê liền ngay hôm sau. Nhớ hồi còn học chung đại học, mình gánh cho Huy qua nhiều môn. Nên khi tốt nghiệp, nó có nói sau này có gì khó khăn là cứ nhớ đến nó, cơ hội đây chứ đâu. Hôm sau ra quán cà phê, mình chủ động bàn bạc bà kế hoạch với Huy không chút mãi mai suy nghĩ huy đồng ý ngay còn chẹp miệng ui giờ tưởng gì mấy chuyện này mày cứ để tao chỉ cần tao bật đèn xanh với em này thì cùng lắm ba ngày em đổ ứ ừ luôn mình thường thầm hứa với huy nếu mà thành công sẽ bao huy một bữa ra gì và này nọ rồi huy chủ động kết bạn facebook với người yêu mới của nam với avatar chất chơi như vậy chỉ trong vòng năm phút em đồng ý kết bạn với huy rồi coi như là tiếp cận thành công huy vào bảo like facebook ẻm rồi không bắt chuyện gì Chính vì vậy mà em tò mò chủ động bắt chuyện với Huy. Đồ Huy bắt đầu cái văn tán gái trước giờ chưa bao giờ lỗi thời của nó. Ngày hôm sau Huy gọi điện báo mình, tao hẹn được em tối nay đi cà phê rồi, mày chờ tin vui từ tao nha. Mình cũng khá bất ngờ, không nghĩ là nhanh như vậy. Ngồi ôm điện thoại cả tối chờ tin tức từ Huy. Đúng như dự đoán, tối đó sau khi gặp nhau, em đổ Huy luôn mọi người, không hổ danh là trap boy thứ thiệt. Không biết Huy dùng kế gì mà em mê tít luôn. Rồi sau hôm đó Huy và em chính thức quen nhau. Em dứt tình đá Nam ra chuồng gà luôn Mấy ngày hôm sau thấy Nam đăng status thất tình Rồi tâm trạng này kia trên Facebook Mình hả hê lắm Cũng giả bộ nhắn tin hỏi han các kiểu Nam kể lễ nói xấu người yêu mới đủ thứ Trong lúc đang yếu lòng Nam đòi quay lại với mình Mình từ chối không thương tiếc Viết cho Nam một bài sớ dài Kể những tật xấu rồi những uất ức mình phải chịu đựng Trong khoảng thời gian yêu nhau cho Nam tỉnh ngộ sau đó tầm một tuần, Huy cũng đá luôn em kia, dù em cũng quỵ lụy dữ lắm, nếu kéo các kiểu, nhưng Huy có thèm thương tiếc đâu Đáng đợi cặp chim tri đụng nhầm người Còn mình thì như trúc đi được mớ rác trong lòng Tiếp tục vui vẻ yêu đời Yêu bản thân Sẵn sàng đón nhận tình yêu mới Mày đừng gọi tao là sugar baby Tao với anh Hoàng cả anh Long đều là yêu thật lòng Cái khó của bọn tao là bị gia đình các anh ngăn cấm Thật ra tao nghĩ mọi người cũng quý tao thôi Có mỗi vợ các anh ngứa mắt tao ô thế không phải sugar baby thì là phờ hò à. Đã một lúc qua lại với mấy anh Lại còn bị vợ anh ghét nữa thì Đây Em kể cho cả nhà nghe con Quỳnh, bạn thân, nhưng mà là thân ai nấy lo của em. Gớm, gọi là bạn thân thôi nhưng nó hãm bỏ mẹ. Nhưng nó cũng có tí tiền nên thôi, em nhắm mắt đưa chân. Nói ra mọi người đừng có sốc. Quỳnh năm nay 24 tuổi, nhưng đã sở hữu một căn chung cư tại cái thành phố tất đất tất vàng này rồi nha. Đã thế ngay đâu nó còn chuẩn bị được mua ô tô nữa đấy. Mê chưa? Mà con bé này học thì dốt, công việc thì không có. Nhưng hở ra là hàng hiệu, là du lịch sang chảnh. Hỏi đến cái gì nó cũng bảo, người yêu tao mua cho. Người yêu nó thì em biết rồi, anh Hoàng. Nhà có công ty xuất nhập khẩu, to đùng ở trên phố. Có cả chi nhánh ở Hải Phòng với móng cái, ngầu lắm. Anh yêu nó chiều nó ra mặt. Mấy lần anh đưa nó đi uống nước, dịu dàng, nhẹ nhàng, ngọt ngào hết ý. Đấy, nhưng mà đùng cái hôm nọ sang nhà nó lấy ít đồ gặp nó đang xà nẹo xà nẹo với anh long em hỏi đây là ai thì nó tỉnh bơ người yêu tao bạn thân anh hoàng ơ ờ, thế là thế nào hôm nay đi cà phê nó tỉnh bơ kể như này trước đó tao yêu em anh hoàng thôi nhưng mà chẳng hiểu anh hoàng kể kiểu gì anh long cũng mê tao luôn nên tao yêu cả hai anh anh long cũng giàu như anh hoàng yêu hai anh nhân đôi giàu có vậy ủa alo xô so tình yêu dịu kỳ vậy em thắc mắc ngay thế khác gì Sugar baby đâu mày tức thì quỳnh xù long như con nhím ngay Sugar Baby là Sugar Baby thế nào? Cái lũ đấy nó toàn cặp với mấy ông đáng tuổi bố tuổi ông tao. Đây, người yêu tao đẹp trai trạng ngời, tuổi trẻ rực trở, mê ly hết ý. Tao là người yêu. Mày thấy có đát đi nào mà đưa baby đi sắm sửa dạo phố, đưa baby đi ra mắt bạn bè không? Bọn tao là tình yêu, nghe chưa, hiểu chưa? Mà đã là tình yêu thì các người yêu lo lắng, chăm sóc, chu đáo cho tao có gì đâu. Ôi, các người yêu khiếp hồn khả năng anh long với anh hoàng không phải là hai anh duy nhất đâu và y như em dự đoán con quỳnh nói như này chứ hai anh là người yêu chính thôi thi thoảng tao còn yêu cả bạn của các anh nữa đơn giản chuyện tình yêu mà tao là người giàu tình cảm eo ơi khiếp ăn với chả nói ngứa tay quá em hỏi thẳng luôn gớm yêu thương thế thì chúng mày có cưới không tình yêu nào chẳng kết thúc bằng một đám cưới tức thì con quỳnh đớp lại luôn nghe có đáng an vả không bọn tao mà không bị gia đình ngăn cấm là cũng đến với nhau rồi đấy nhưng mà vợ các anh đều không thích tao nên bọn tao lại yêu vậy ô thế là thế nào mà em nhìn con tranh này xinh không ra xinh cao cũng chẳng cao được cai hai quả não trước ngực hơi khó thở tí em đang thắc mắc nói như đọc được hay sao ấy cười như nắc nẻ mày không cần nghĩ vợ ú tao to không lo chết đói phụ nữ hơn nhau ở lúc đấy mày nha trên giường mà ngoan thì gì cũng có chịu Lần đầu gặp một con phờ hò mà tự hào thế Thôi nó giàu thì em cũng thích đu đú Nhưng hãm quá thì phải tiêu diệt ngay Nhìn cái mặt kiêu căng tỏ vẻ hiểu biết của nó rõ ngứa Lợi của nó em cũng hưởng đủ rồi Thế là A à, Lê Hấp Em liên hệ ngay vợ yêu của anh Long và Hoàng Trộm vía nó được coi là người yêu có khác Còn cả Adven phở bò với các anh Nhưng chắc chẳng inbox nhắn tin gì đâu từ phở bò các anh, em tìm ra phở bò của các chị vợ đơn giản luôn. Em chỉ nhẹ nhàng gửi ảnh, gửi địa chỉ và gửi thêm thời gian các anh qua cứu đói Quỳnh. Này thì có vô tu không lo chích đói. Hôm sau em chạy ra hóng kịch vui. Ôi trời, ơi, cứ bóp bóp bóp, mỗi tiếng bóp là một tiếng chửi vang lên như pháo rang luôn, mê ly lắm. Cả tòa đứng nhìn chỉ chỉ trỏ trỏ có bà còn thêm dầu vào lửa. Ôi trời, ơi, thế mà hôm chuyển đến đây, nó dẫn thằng kia đi chào hỏi hàng xóm bảo đây là chồng cháu. Thế là tiếng bóp càng vang hơn. Sau hôm đó em chặn luôn, nghe đâu tiếng lành đồn xa, tiếng ác đồn xa hơn. Nó về quê nhưng họ hàng làng sớm cũng áp lực lắm, nên vào Nam rồi chẳng hiểu kiểu gì. Trước đang là người yêu của các anh, mà giờ làm gái quán hát, chán, chắc cái vó nó nhảo rồi. Người ta hay nói bạn thân khác giới của chồng là cái gì đó rất hãm nhưng với mình thì bạn thân cùng giới của chồng cũng hãm không kém. Bọn họ chơi bời cùng nhau, rồi còn giúp nhau giấu giếm vợ nữa chứ, chồng mình có một hội bạn thân gồm bốn anh chơi với nhau từ thọ ở trường 80 đến giờ được cái cả bốn anh đều xuất sắc anh nào cũng vợ đẹp con xinh công thành danh toại chơi bạn mà bạn rủ nhậu nhẹt bê tha thì chị em còn cấm chứ đằng này chơi chung với bạn toàn cực phẩm bàn chuyện làm ăn một buổi họp hội bạn là hái ra tiền thì vợ nhà nào làm sao lại không cho đi gặp bạn thế đấy bốn ông đấy cứ thường xuyên tụ tập ý ới nhau mà bốn bà vợ tuổi này cũng phải vui vẻ cho các anh tụ hợp đúng kiểu chỉ cần nghe là anh đi chơi với hội anh Thành, anh Tuấn, anh Quang là nghe yên tâm ngay, gật đầu cái rụp cho các anh đi ngay đấy. Đấy, vợ con ở nhà tin tưởng là thế. Vậy mà chồng thì sao? Lợi dụng vào sự tin tưởng đó để dở trò. Vào một đêm thanh tĩnh trăng thanh gió mát, đêm đã khuya nhưng bữa đó xui, mình nhỏ uống trà sữa bị sốc trà nên khó ngủ, chỉ nằm nhắm mắt để đó. Bỗng nhiên mình nghe điện thoại chồng mình treo lên, anh chạy vội ra ngoài nghe máy, thấy lạ mình cũng rón rén mò theo sau thì phát hiện anh nghe điện thoại nói thế này: "Thảo à, thằng Thành nó đang ở với bọn anh đây, bọn anh đi tỉnh để chốt vài lô đất, chắc đi tới sáng mới về, em đừng lo nha." Xong anh lại bắt máy gọi cho anh Thành: "Này, mày chơi bời ở đâu mà ẩu thế, để vợ đi kiếm này, tao phải nói dối là đi tỉnh mai mới về đấy. Gì? Em hà hả? Vậy thì ngon rồi, nhớ ăn xong thì cho tao ăn với nha." Và rồi một giọng cười dâm dê vang lên. Tại cái miệng tuấn tú lịch sự của chồng mình Mình không tin nổi vào mắt vào tai Những gì đang nghe thấy đang nhìn thấy Nhưng rõ là có vấn đề rồi Mình không vội bước dây động trừng Mà nhẹ nhàng liên hệ với ba cô vợ còn lại Của ba anh bạn kia Lập ra một nhóm thám tử bốn thành viên Quyết tâm tìm ra sự thật Hôm đó các ông ấy cũng báo cáo với vợ Là 6 giờ chiều đi nhậu cùng nhau Để bàn bạc dự án phe các vợ bọn mình cũng vờ tỏ ra không có gì, vui vẻ đồng ý, nhưng thực chất là đã chuẩn bị đủ đồ nghề để tiến hành lật tẩy các ổng rồi. Bọn mình thuê xe theo dõi sát sao, thấy các anh quẹo vào khách sạn, bọn mình đã thấy có điềm rồi. Một chị lén bỏ được mấy ghi âm vào túi của chồng, nên mọi âm thanh thác loạn trong căn phòng tội lỗi kia. Bọn mình đều nghe rõ mùng một, thì ra các ông thường xuyên rủ nhau chơi tập thể, rồi còn hoán đổi bồ cho nhau. Bọn mình đánh úp, vợ làm nhân viên gõ cửa, rồi nhào luôn vào phòng. Cảnh trong phòng thì thôi khỏi chối cãi. Bốn ông ôm bốn em, có người bán thỏa thân, có người trần như nhộng. Thôi, đến nước này thì chồng ai nấy đánh đi, mấy cô vợ ơi. Anh nói đi bàn chuyện làm ăn, lại là làm tình và ăn gái hả? Khốn nạn thật sự. Uổng công tôi tin tưởng các người. Thì ra bao lâu nay các người đi bàn bạc dự án cùng nhau, là bàn bạc trong khách sạn thế này à? Ôi thôi, lúc đó nháo nhào, mình chẳng để ý được xung quanh, chỉ biết nhắm vào lão chồng của mình mà đập, đập cho nát cái con họa mi hư hỏng con mấy mấy thôi. Các ông van xin thì cũng vô ích, đánh cho một trận cho đã tay, rồi bốn chị em mình đệ luôn bốn tấm đơn ly hôn cho ách, chứ chẳng thế nào mà chịu nổi cảnh chung đụng với mấy gã chồng thác loạn được, không khéo có ngày lại lây bệnh, vì có bằng chứng chồng ngoại tình Nên bọn mình thắng kiện Ai có con thì được quyền nuôi con Tài sản được chia đều Giờ không có các lão chồng bên cạnh Thì thú thật đôi lúc cũng cô đơn Nhưng may là bốn chị em bọn mình Luôn bên cạnh an ủi với nhau Sắp tới bốn chị em bọn mình Còn định dùng tiền của các ông chồng đền bù Mà mua chung một căn chung cư Ở với nhau cho vui nữa Đúng là đàn ông chỉ mang lại niềm đau Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà thôi hồi bé ăn chơi lêu lỏng không chịu học hành tử tế bây giờ ra nông nổi này hối hận cũng không kịp nữa năm đó mình mới 4 tuổi mẹ mình bỏ bố con mình theo cha nhà giàu mình không bao giờ quên được cái câu mẹ mình nói với bố ngày hôm đó đến chết cũng không quên ông đã muốn thế thì cứ giữ cái của nợ chết tiệt đó đi ông nên biết ơn tôi vì tôi đã tốt bụng đẻ nó ra nuôi nó cho ông bốn năm nay đấy Bố mình làm lụng quần quật Đủ mọi nghề từ sáng đến tối Năm này tháng khác Mình hỏi sao bố phải làm đến nỗi thế Bố bảo mày sống thế nào thì sống Đừng có khốn mạng như con mẹ mày là được Mình đã rất cố gắng học hành suốt những năm cấp 1 Cấp 2 vì bố Số tiền mình được thưởng vì được giải từ các cuộc thi Cũng đủ để đỡ đần bố Cho bố đỡ cực Nhưng cuộc sống ấy chẳng duy trì được bao lâu Bố mình mất vì ngã từ trên tầng năm khi đang xây nhà Bố là động lực sống duy nhất của mình Bố đi rồi, mình chẳng còn muốn làm gì nữa. Mình đổ cấp 3, nhưng không còn động lực học. Bị đám dân anh chị trong trường rủ rê chơi bời. Tất nhiên mình không học hành gì nữa. Nhưng vì chăm có mặt ở trường, nên vẫn được xí xóa vì hoàn cảnh khó khăn. Vẫn được nhận tiền hỗ trợ. Mình nghĩ dù gì như vậy cũng không ổn lắm. Tiền hỗ trợ đó còn chẳng đủ cho mình ăn chơi. Vậy nên mình đi làm thêm, phục vụ quán nước, trang điểm thuê. Mỗi ngày đều làm như vậy, thu nhập một tháng của mình được 3 triệu, từ ngày đi làm thêm, mình đến trường cũng chỉ để ngủ. Đám bạn mình hay chơi thấy thế cũng hất cẳng mình ra khỏi nhóm. Tất nhiên mình không tốt nghiệp cấp 3. Đủ 18 tuổi, mình không bằng cấp, không có kiến thức, chẳng có gì trong tay. Mình không biết phải làm gì. Chán bồi bàn, chán bách cúp, mình đi rửa bát thuê, đi làm ở cây xăng, nấu cơm cho quán ăn bình dân. Cứ chán cái này thì đổi sang cái khác. Lòng bông gần năm trời, mình thấy thật sự không ổn, chủ yếu vì tiền nông không thoải mái. Lướt điện thoại thấy người ta làm sugar baby Được sống trong nhà lầu xe hơi Được đàn ông mua cho quần áo hàng hiệu Sang trọng, tiền tiêu không hết Đối với mình lúc ấy thật sự là nguồn động lực rất lớn để làm giàu Trùng hợp mình cũng biết chút về làm đẹp Cũng có chút nhan sắc Thân hình cũng chuẩn Lại biết làm khách hàng Nghĩ là làm Mình lấy số tiền tiết kiệm từ hồi bố còn sống Lấy cả tiền lương tháng này Để tút tác lại bản thân Rồi lên thành phố lập nghiệp mình nhập vai cô bé đáng thương mới lên thành phố mưu sinh, xin làm bồi bàn cho một nhà hàng năm sao. Bởi vì tinh thần cầu tiến và học việc nhanh, mình được thăng cấp thành nhân viên phòng VIP, làm được 4 năm tuần gì đó thì được một người để ý gạ gẫm đi chơi. Nhưng mình từ chối bằng một cái giọng để họ phải quay trở lại. Thật tiếc quá, dạo này cận lễ, nhà hàng đang khá nhiều việc, mặc dù cũng muốn đi đây đi đó, lại còn có vinh dự được đi cùng anh. Nhưng em không thể, nếu có duyên chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi. Hắn kéo tay mình bảo Nhưng anh muốn bây giờ phải chắc chắn Anh không cần duyên Mình cười Nắm nhẹ cái tay đó Ghé vào tay hắn Vậy thì lần sau quay lại đây đi Nếu anh muốn Anh sẽ tự tìm cách mà Đúng không? Rồi nhẹ nhàng gỡ cái tay đó ra Giao lưu luyến thành công Nhờ cái trò này mà sau đó mình được tên này cưu mang Hắn ngỏ lời để mình làm sugar baby của hắn Rồi hắn sẽ cho mình tất cả những gì mình muốn Hắn bảo Thương em mới lên thành phố làm việc Lương chẳng được bao nhiêu, sống không nổi, dù sao em cũng hợp gu anh, anh thích tính cách của em mà cuộc hôn nhân của anh cũng chẳng hạnh phúc, vợ anh cũng không quan tâm, em có muốn làm bế đường ngọt ngào của anh không? Mình nghe đến đấy là trong mắt đã muốn phát sáng lên như hai cái đèn pha ô tô rồi, nhưng vẫn tỏ vẻ thỏ con ngốc nghếch, anh nói thật chứ, thật ra em cũng mến anh, cũng chỉ muốn bên cạnh anh, giúp anh vui vẻ, nhưng mà làm vậy không hay cho lắm. Hắn cười, có gì mà không hay, chúng ta vui là được rồi. Và thế là những ngày tháng sống trong nhung lụa của mình bắt đầu. Lấy nhu chế cương, lạc mềm buộc chặt. Mình dùng đủ mọi chiêu trò để ăn được số tiền khổng lồ của bố đường. Vui, rất vui, vừa có tiền vừa có tình. Một con nghèo trách vô học như mình thì đã bao giờ dám mơ. Mà coi bộ tên này cũng kiên trì đấy chứ. Bao nuôi mình hơn 2 năm lận. Sau đó nó tìm được con ngon hơn, bỏ mình. Và mình tiếp tục như thế với những vị khách khác của nhà hàng mình đang làm. 25 tuổi, mình không còn duy trì được nữa, chỉ có thể là một nhân viên phòng VIP trong nhà hàng. Lương đó so với số tiền khổng lồ linh bấy, mấy tỷ mình kiếm được nhờ làm sugar baby thì có là gì? Rất mất động lực, lại còn phải chạy bàn liên tục, chán chứ, nhưng không dám chuyển việc vì không có việc nào mình có thể làm mà lương nhiều như chỗ này cả. Đã vậy đồng nghiệp còn nói xấu sau lưng, tẩy chay. Ừ thì hồi trước mình còn ở một đẳng cấp khác so với họ, nên họ chưa dám nói. Giờ thì hay rồi mình hết thời nên người ta muốn làm gì thì làm đợt đó mình nhận ra mình đã trở thành cái người mà mình ghét nhất mẹ mình bố mình ở trên trời chắc cũng chẳng muốn nhận mình là con nữa bởi vậy việc học nó quan trọng lắm các bạn à ở đời không có chuyện một bước lên tiên bây giờ mình cứ sống được ngày nào hay ngày đấy thôi chẳng cần biết sau này sẽ thế nào nữa chào mọi người mình là phương hiện tại đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu hai tháng trước công ty mình có một nhân viên mới đến phải nói là bạn này xinh đẹp hiểu chuyện dịu dàng và lúc nào cũng tỏ ra một phong thái điềm tĩnh và sang trọng ấy bạn nữ này tên duyên mới đầu mọi người ở công ty ai cũng quý duyên có chuyện gì cũng chỉ bảo hết sức nhiệt tình nhưng thái độ dù trời có sập xuống thì bản thân vẫn điềm tĩnh của Duyên khiến mọi người cứ có cảm giác Duyên hơi giả tạo, dần già cũng chỉ còn vài người giữ vững sự nhiệt tình lúc đầu, trong đó có mình. Cho đến một ngày anh đồng nghiệp ngồi cạnh mình vô tình phát hiện một bài phốt tố Duyên là trà xanh, người thứ ba chen vào tình yêu của người khác khiến Duyên triệt để bị mọi người kỳ thị. Chi nhánh của mình làm việc tổ chức GN Party, thấy mọi người ai cũng đưa người nhà đi cùng, nên mình quyết định rủ luôn người yêu mình cùng tham gia tiện thể thông báo dự định sang năm mình cưới cho mọi người chuẩn bị không biết có phải là mình nhạy cảm hay không mà suốt buổi party đó trong người yêu mình và duyên thân thiết hơn hẳn cả buổi tối còn nói nói cười cười chả để ý đến ai mình thấy thế thì cũng hơi khó chịu nên ngồi thêm một lúc cũng xin phép về trước trên đường về mình cũng có nói chuyện với người yêu là thân thiết quá ha tâm sự cả buổi tối đã xin được in tư của người ta chưa anh liệu hồn á, người ta là Tuesday có thực lực, được lên hẳn trước phốt đấy. Người yêu mình nghe thế thì bảo, em bớt xem mấy bài phốt linh tinh trên mạng đi. Anh tin duyên không phải là người như thế đâu. Người ta tiêu chuẩn cao lắm đấy. Ôi trời đất thánh thần thiên địa học vinh lộ mời. Hẳn là anh tin, còn biết người ta tinh duyên nữa mới hay chứ. Còn tiêu chuẩn cao nữa chứ. Ý là không cao là đã chọn anh rồi hay gì. Em bực quá cũng im luôn không thèm nói nữa hôm sau lên công ty thấy em cứ buồn buồn nên anh quang anh đồng nghiệp ngồi cạnh em người đã phát hiện ra vụ phốt chấn động của duyên cũng có hỏi thăm sao đấy cô nương có chuyện gì mà hôm nay trông uể oải thế em nghe anh ấy hỏi thì khẽ thở dài còn chuyện gì nữa chẳng hiểu hôm qua anh người yêu em bị làm sao mà đi liên hoan công ty về lại cứ bên cái duyên chầm chập ấy cứ như là em đang cố tình gây sự mà vu oan cho nó vậy anh quang nghe thế thì hỏi Ủa, mà anh Huy bên chi nhánh quận 7 là người yêu em à? Có người yêu là cấp trên mà giấu kỹ thế. Em nghe thế thì cũng chỉ cười cho qua chuyện. Có lẽ vì tình cảm keo sơn gắn bó hoặc là anh Quang không thích tính cách của Duyên mà kể từ ngày hôm đó. Anh Quang thích nhất là đi thám thính chuyện của Duyên rồi về kể cho em nghe. Nào là cái Duyên vừa làm hỏng dự án hợp tác xuất khẩu với một công ty ở Thái Lan đến lúc bị sếp tổng nói vài câu thì đã trơm trớm người. Khiến cho sếp phải ngậm ngùi im lặng Hôm thì hai đồng nghiệp nam trong công ty vừa cãi nhau vì duyên, không biết vì chuyện gì mà họ còn suýt đánh nhau cơ. Hôm thì cặp đôi hạnh phúc nhất trong công ty vừa chia tay, nghi vấn là bị duyên chiên chân vào. Càng nghe anh Quang kể, em càng bắt đầu lo sợ. Vì dạo gần đây, em cứ thấy người yêu em lén lút cầm điện thoại rồi cười một mình. Đến cả đi vệ sinh cũng cầm điện thoại. Việc mà anh ấy chúa ghét trước đây. Em hoảng quá, vội túm lấy tay anh Quang giọng nghẹn nghẹn. Anh ơi, có khi nào người yêu em cũng bị duyên hớp hồn không? Dạo này anh cứ thấy lạ lạ Em lo lắm Mấy hôm nay anh ấy cứ cầm mặt vào điện thoại Ra vẻ thích thú Còn mang theo điện thoại vào nhà vệ sinh luôn cơ Anh Quang nghe thế thì bảo Có khi lắm đấy Em liệu mà xem chừng người yêu Nếu không thì để anh thử nói chuyện với anh Huy xem sao Dù sao thì đàn ông với nhau cũng dễ nói chuyện hơn Em nghe thế thì mừng trở Vâng thế thì tốt quá Cứ thế mỗi lần em hỏi người yêu đang nói chuyện với ai mà cười mãi Thì người yêu em đều nói là Anh nói chuyện với Quang Đồng nghiệp của em đó em nghe là anh quang thì lại thấy yên tâm hẳn còn cảm thấy anh quang thật uy tín dự định lên công ty là phải mời anh ấy cà phê để cảm ơn cho đến một ngày hôm đó vốn dĩ em có chuyển đến công tác nhưng vì nửa chừng em bị sốt nên đành phải quay về sớm lúc về nhà em không nói với người yêu dự định sẽ đi ngủ một chút rồi tính sau vừa mở cửa phòng ra đập vào mắt em là cảnh người yêu em và anh quang đang ôm nhau ngủ trên giường của em xung quanh là quần áo bị ném lung tung khắp nền nhà em như chết lặng em phòng đông vòng tay cuối cùng lại chính là em dẫn sói vào nhà. Sau này chia tay rồi em mới biết hóa ra duyên là con gái của sếp tổng, vừa đi du học về nên vào công ty học hỏi chuẩn bị thừa kế công ty. nhà của duyên và huy cùng một khu nên cũng xem như là biết nhau từ nhỏ. còn anh quang lại chính là chủ nhân của bài phốt tố duyên là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác, trong khi chính anh ta mới là người muốn giật người yêu của duyên nhưng không thành. Đúng là nhìn người thì cũng đừng có nhìn giới tính trước mặt của người ta mà tin tưởng. Tình địch của mình đôi khi chưa chắc đã cùng giới tính với mình đâu mọi người ạ. À. Chuyện là tráp mấy anh sành sỏi riết cũng chán, nên quay xe muốn tranh rau xanh sạch đẹp. Rồi bữa đó được bà chị uy tín giới thiệu cho thằng bé này Nó là sinh viên nhỏ hơn mình 4 tuổi Bà bảo thử đi em Mùi mới kẹo ngọt biết đâu mày yêu nó thiệt thì sao Mình cũng nghe lời bà thử thằng bé mới nhú tập tành đua đưa xem thử cảm giác ra sao Lần đầu mình gặp nó ở quán cà phê Ôi là trời nó trắng bốc Thư sinh mướt mượt mượt Thật sự khác bọt hẳn so với mấy anh trước râu ria trậm rạp xăm chỗ đầy người mà mình từng ăn qua. Nhóc đúng kiểu học giỏi con nhà người ta. Mình thức nghĩ ăn thịt nó có khi nào đắc đạo trường sinh bất tử như tây du ký ông ta? Rồi mình mới nhanh chóng làm quen, đưa nó đi xem phim, đi ăn các kiểu. Được một tuần, thấy cây mồi nó cũng thích mình rồi. Cá cắn câu nên là mình phải giật cần câu bắt cá lên nướng liền cho nóng. Hôm đó mình chủ động hẹn em ở khách sạn quen thuộc. Bữa nay mình diện con đồ ngây thơ, mất cướp tông, clean, black bean, nhẹ nhàng khác hẳn với những lần đua đưa khác. Thằng bé đến đúng giờ lắm, chắc nó nôn nóng hay gì đây nè. Mình không quá ngượng ngùng với mấy trò này vì quá quen rồi. Nhưng mà nhìn thằng bé luống cuốn cũng hơi mắc cười nhưng mà nó cũng nhanh chóng hòa nhập mọi người ạ à. mình cũng slay nhẹ nhẹ cho nó tự nhiên đỡ gượng gạo đang đoạn hôn nhau kiểu pháp nó dừng lại ngạc nhiên bảo chị đánh trăng loại gì mà thơm quá vậy tí xong việc chị chỉ em với nha. lúc này á, em ăn hành tỏi nhiều nên lắm mùi em ưng mùi này nè chị mình cũng lắng lỗ tai có nó làm cái gì nó nói cái gì bà nụi che cái thằng quỷ nhỏ là mình xém tuột cá mút nhưng không sao chị mày nhiều bài lắm mới có nhiêu đây nhầm nhọ gì rồi mình chủ động dí nó sát vào ghế tình yêu nó ngồi xuống cây bịch như động đất rồi ngạc nhiên hỏi nữa ủa khoan chị sao cái ghế gì ngộ quá ha lần đầu em mới thấy luôn á mình cũng sắp nổi điên rồi nhưng thôi kệ mày, tao phải bịt mò mày trước những câu hỏi khùng điên mới được. Rồi mình chớp chớp cặp mắt long lanh, gợi tình, nhìn nó đắm say. Má ơi, nó chẳng những không say đắm mà còn quay xe hỏi ngáo. Ủa chị, sao mắt chị thâm quần mà che khuyết điểm màu sẫm quá vậy? Che tông một đi chị, tông hai lát nó bị xuống tông thành khuyết điểm luôn á. Mình chưa kịp đáp trả thì nó lại nhanh mồm hỏi tiếp. Ơ kìa, chị ơi sao kẻ bọng mắt cười như này là sai rồi. Không có blin mà trong buồn ngủ ý. Hôm nào em chỉ cho nha, chứ như này nhìn như bắt bụp với chứ không phải là bỗng mắt cười đâu đấy. Bà nội cha nó mình tức quá nên hỏi lại. Giờ mày có muốn vào việc luôn hay là đi bình phẩm tông mách cúp của tao hả thằng ngốc? Sao mày hay hỏi quá vậy? Thôi dịp mẹ đi, về chả ăn uống gì nữa. Mình nhanh chóng xách túi đi ra khỏi cửa để tránh mặt nó thật nhanh. Thế mà nó còn với theo hỏi, chị ơi, đầm này màu không hợp với chị đâu. Tuổi chị nên mặc màu đen hoặc là màu nâu, sẽ sang hơn á chị định mệnh mình về và điện thoại ngay cho bà chị bán vốn bà liền mai mối kiểu gì vậy trời bởi bà nào khoái trai tơ rau xanh nó chứ gu mình là phải già mới giàu kinh nghiệm phải ít nói hút thuốc xăm trổ các kiểu mới nhiều skill mấy bà ơi đừng có mà ham trở thành lần đầu của ai đó nếu không muốn toan như mình nha mấy bộ bữa giờ mọi người chắc cũng nghe xôn xao dân tình đang quyết liên khinh để kiếm người yêu đúng không tôi là tôi không có tin chuyện này đâu tưởng chuyện hề hước ở đâu không á vậy đó mà con bạn tôi dùng mạng xã hội chuyên về đăng tải công việc này để tìm người yêu đúng là tiếp xúc với con bạn tôi tôi mới được như mở mang tầm mắt nó bảo kiếm ở các app khác toàn giả danh chức vụ, kinh nghiệm, học vấn. Chứ chuyện dùng liên nghiên để giả danh mấy cái đó thì hiếm có khó tìm. Do đó liên nghiên là một nơi lý tưởng để tìm được mai đặt tini ưng ý. đã thế còn hạn chế các anh ảo lòi. hay nói đạo lý mà sống như sống như gì thì mọi người hiểu rồi đó. và đương nhiên con bạn tôi cũng dễ dàng tiếp cận với ba anh trai được coi là xứng đôi vừa lứa với con bạn tôi nhất sau buổi hẹn hò tìm hiểu đầu tiên thì con bạn tôi thẳng tay gạch phanh một cái tên với lý do là anh nói chuyện với mọi chủ đề đều xây quanh nhu cầu của anh chứ không muốn tìm hiểu nhu cầu của đối tượng hẹn hò sau buổi đó thì con bạn tôi lăng tăng với hai ứng viên nặng ký một anh là giám đốc công ty nội thất các đơn hàng lớn chủ yếu xuất khẩu qua châu âu tài ba có nhà sẵn xe nhưng lại có một đời vợ và hai con nhỏ hơn bạn vài tuổi còn một anh trai tân là con người của gia đình nhưng chỉ là trưởng phòng của một công ty tầm trung chưa nhà chưa xe theo mọi người mọi người sẽ chọn anh trai lớn tuổi nhưng phải suy nghĩ làm người tình bóng đêm hay là anh trai tân để cùng anh phấn đấu trải nghiệm cuộc sống sau một thời gian đắn đo thì con bạn tôi chọn cả hai người lớn lấy tất chứ tại sao phải chọn đúng không mọi người thế là từ hôm đó nó có hai anh người yêu anh giám đốc thì lo nhà lo phương tiện di chuyển chu cấp tài chính cho nhỏ nhưng lại không có nhiều thời gian dẫn bạn đi shopping du lịch còn anh trưởng phòng thì không chu cấp tiền bạc nhưng lại dẫn bạn tôi đi đó đi đây đương nhiên tiền bạn tôi dùng là lấy từ anh lớn chi ngược lại hỗ trợ cho anh nhỏ để check in nhiều chỗ du lịch sang chảnh rồi mày thấy kế sách của tao thế nào Vừa có anh chu cấp Vừa có anh dẫn đi chơi mà chả cần làm gì Tao khuyên mày Nên lướt liên nghiên kiếm bộ đi Tuy nhiên Niềm vui chẳng tài gan Bạn tôi khi tay trong tay đi chơi với nhân tình Thì bắt gặp anh giám đốc cũng tay trong tay với vợ con Tại khu resort tại Phan Thiết Hai người bốn mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng Nhưng lại vội lướt qua chỗ khác Do lo sợ bị bắt gặp từ hôm đó anh giám đốc không nói không rằng khóa hết tất cả các thẻ tín dụng đã cho bạn tôi và cũng chẳng chi trả tiền căn chung cư xương xương chục cũ cho nó. Mặc dù nó đã cố gắng liên lạc bằng nhiều cách thì anh cũng cự tuyệt, tưởng nó thấy vậy sẽ hối cãi. Nhưng mà không nha cả nhà, nó vẫn trách là đậu mẹ cái thứ đàn ông mặc váy. Chuyện ông ăn chả bà ăn nem giờ quá bình thường rồi. Mà kể ra anh giám đốc đi với tao cũng nở mày nở mặt, mối quan hệ win-win. Anh có lợi mà tao cũng biết điều vẫn cho anh êm ấm với vợ con đấy thôi. Sau thời gian không nhận được chu cấp của anh giám đốc, con bạn tôi vì đã quen với lối sống xa hoa mà đâm ra nợ nần, nghĩ bụng trước giờ cũng đối tốt với anh, thì lúc khó khăn anh cũng sẽ hỗ trợ. Vậy mà trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của nó, anh trưởng phòng cũng chỉ là loại bám váy vợ, tiền anh làm ra cũng chả đủ anh bao gái, túng thiếu còn ngửa tay xin tiền vợ. Nó liên hệ thì anh trưởng phòng còn xỉa sói bạn tôi, kêu nó là loại đàn bà ngu, Tiền mình không giữ mà đi cúng cho trai Không lời từ biệt khóa mọi phương tiện liên lạc với bạn tôi Đấy ta nói Dùng app nào cũng vậy thôi Cũng sẽ gặp người diss người đát Các bạn nữ đi tìm nửa kia cũng chú ý Nâng cao giá trị bản thân tôi lên Chứ đừng có đâm đầu vào nhu cầu ăn sung mặt sướng Kẻ hầu người hạ như bạn tôi nha Sau mấy năm yêu nhau ở giảng đường đại học Ra trường được một năm Khi cả hai có công ăn việc làm ổn định Anh Tùng kết hôn những tưởng lúc yêu nhau ngọt ngào, hạnh phúc như thế nào thì khi cưới cũng sẽ như vậy. Nhưng tôi đã lầm. Tôi phát hiện ra danh bạ điện thoại của chồng toàn là trên các cô gái. Thậm chí trong tin nhắn cũng tràn ngập những lời lẽ thả thính. Hóa trà đối với cô gái nào, anh Tùng cũng thể hiện ngọt ngào và yêu thương. Cầm lấy cái điện thoại đến trước mặt chồng hỏi chuyện. Anh Tùng lại trách tôi. Sao em lại ghen tuông vô cớ như vậy? Anh và bọn họ chỉ là trêu đùa, không hề đi quá giới hạn. Có bị ngu mới tin những lời anh Tùng nói. Vì vậy tôi bắt đầu kiểm soát anh Tùng, tránh không cho anh ra ngoài lăng nhăng, nhưng cũng từ sự kiểm soát này, anh Tùng lại được đà bỏ bê chuyện nhà. Hàng tháng anh Tùng chỉ đưa cho tôi hơn 10 triệu tiền lương và coi như vậy là đã hết trách nhiệm. Sự việc càng căng thẳng hơn khi tôi ốm, anh để mặc tôi ở nhà một mình, không mua thuốc, không nấu cháo. Hôm đấy, nhờ bạn chở đi ra hiệu thuốc, tôi vô tình phát hiện chồng ôm ấp gái trẻ đi từ trong khách sạn đối diện hiệu thuốc ra ngoài. Lúc ấy chẳng còn lời nào diễn tả được cảm xúc của hai vợ chồng tôi. Không cãi vã ồn ào, tôi và anh Tùng nộp đơn đồng thuận ly hôn. Nhưng rồi vì vướng mắc chuyện bán căn nhà đang ở để chia tài sản, tôi và anh Tùng thường xuyên gặp gỡ nhau. Chúng tôi lại có cảm xúc với nhau và quay lại chung sống. Nhưng tôi không đi đăng ký kết hôn lại. Để níu kéo anh Tùng ở bên cạnh, tôi chọn phương án sinh con. Nhưng khi thai được 4 tháng thì tôi bị sảy. Và kể từ đó anh Tùng không còn đụng vào người tôi nữa bất chấp sự mong chờ thúc giục của hai bên họ hàng sau ba năm tái hợp tôi vẫn không sinh được đứa con nào trong lúc tình cảm đã nguội lạnh hoàn toàn anh Tùng lại tiếp tục tòm tem với em Thảo cô gái mà tôi đã gặp lần trước đi mua thuốc anh Tùng bị chồng em Thảo bắt quả tang tại khách sạn đánh cho tơi tả rồi nộp ảnh lên công ty lần này ai cũng biết chuyện rồi nên tôi công bố chuyện cả hai đã ly hôn và nhanh chóng dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ nhưng tôi thật sự bất ngờ khi anh tùng nói với mọi người lý do anh ta ngoại tình là vì tôi tịch đẻ mọi người tỏ ra vô cùng thương xót cho anh còn trách ngược lại tôi không làm tròn bổn phận của người vợ trong khi chính anh tùng đi ngoại tình phá vỡ hạnh phúc tôi đã quyết tâm làm lại cuộc đời nên cũng không buồn giải thích chuyện này với bất kỳ ai có mẹ chồng cũ và bố mẹ đẻ hiểu là tôi vui rồi sau khi ly hôn tôi được giới thiệu với anh quân một bác sĩ khoa sản du học ở nước ngoài về tình cờ anh quân lại là bác sĩ đang điều trị cho anh tùng Hóa ra anh Tùng qua lại với nhiều gái quá Nên giờ bị nở hoa mai Vô sinh rồi Ấy vậy mà anh Tùng vẫn tự tin kết hôn với em Thảo Được cuộc hôn nhân ấy chỉ sau 2 năm cũng kết thúc Và anh Tùng lại nói với người ngoài rằng Em Thảo không chịu đẻ con Nên anh ta bỏ Khi tôi có bầu được 5 tháng Bất ngờ lại nghe tin anh Tùng cưới vợ lần ba Ây da, cái ngữ đã bị nở hoa mai Mà còn đòi vợ này vợ nọ Nghe ngứa lỗ tai thật thế là tôi dò thông tin về đám cưới của tùng rồi đến đó trong lúc anh tùng chuẩn bị trao những cưới cho cô dâu tôi ôm cái bụng bầu lại gần anh ta nói anh à em có bầu rồi khỏi phải nói cả hội trường nhốn nháo như thế nào còn cô dâu thì nhăn mặt khó chịu nghi ngờ anh tùng còn qua lại với tôi dẫn đến chuyện mang bầu ngoài ý muốn thế là đám cưới bị hủy trong phút mốt còn tôi thì vội vã lên taxi trở về nhà ngay trước khi bị anh ta tìm đến làm việc không biết bây giờ cuộc sống của anh tùng như thế nào anh sống hãm thì phải chịu thôi đừng có trách phụ nữ chúng tôi